Không một ai có thể đoán được đây là tấm da gì. Một người đàn ông bước tới gần và anh ta cố gắng nhìn thật kỹ. Anh cũng thử chạm vào bộ da, rồi thử xé một miếng da nhỏ. Anh đã có ngay câu trả lời. Anh tự tin nói với nhà vua, đây là da lừa. Nhà vua lắc đầu, vậy là anh ta phải trở về nhà. Sau đó, một người đàn ông với bộ râu quai nón xuất hiện. Nhìn thấy vẻ ngoài của người đàn ông này, công chúa rất bối rối, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào đoán đúng đó là da gì, công chúa liền phải cưới anh ta. Người đàn ông đầy râu tràn ngập tự tin, anh ta lấy ra một chiếc kính lúp, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Người đàn ông soi tấm da rất lâu. Lúc này công chúa có vẻ lo lắng, cô sợ rằng người đàn ông có râu sẽ đoán được. Anh ta nói, đây là da góc. Vua cười bảo sai, công chúa mới thở phào nhẹ nhõm. Người tiếp theo là một anh chàng đẹp trai. Đầu tiên anh ta cung kính hành lễ với nhà vua. Nhìn thấy anh ta, công chúa có vẻ rất vui mừng. Cho dù đó là khí chất hay ngoại hình, công chúa rất hài lòng về anh chàng này. Cô ấy muốn cậu thiếu niên đẹp trai này đoán đúng. Vì vậy cô liền quay sang hỏi cha, đây là loại da gì? Nhưng nhà vua sợ làm lộ bí mật, nên ông cũng không thể cho công chúa biết đáp án. Cô thấy chàng trai nhìn chầm chầm vào tấm da, rồi nói đó là da bò. Công chúa liền quay sang nhìn cha mình, mong chờ đó là một đáp án đúng, nhưng đó vẫn là một đáp án sai. Người cuối cùng là một kẻ man dợ. Những người lính ngăn anh ta lại ngay khi anh ta vừa bước vào, nhưng vì sự công bằng, nhà vua vẫn cho anh vào tham gia. Ông đồng ý để anh, một người đàn ông dân du mục, đoán thử. Công chúa nhìn người đàn ông man dợ này mà sợ hãi nuốt nước bọt, nhưng nhà vua nói với cô ấy đừng lo lắng, không ai có thể biết đó là da gì đâu. Người đàn ông man dợ bước tới trước tấm da, anh ta ngửi vài lần bằng chiếc mũi nhạy cảm, ngay lập tức anh ta đã có thể đưa ra câu trả lời, nói đó là da bọ chết. Nhà vua chết lặng sau khi nghe điều này, nụ cười dần biến mất. Người đàn ông man dợ này đã đoán đúng, vậy đây là tấm da của một con bọ chết lớn. Quay trở lại thời gian của một năm trước, trong cung tổ chức lễ hội, công chúa trên sân khấu vừa hát vừa chơi đàn. Nhà vua trìu mến nhìn con gái, nhưng bài hát lại dễ gây buồn ngủ. Đột nhiên ông cảm thấy có gì đó bò trên tay mình, hóa ra là một con bọ chét. Nhà vua định giết chết nó, nhưng ông đã không làm như vậy, ông vẫn để nó bò trên tay mình mãi cho đến khi tiết mục của công chúa kết thúc. Mọi người vỗ tay khen ngợi, nhà vua vỗ tay khích lệ con gái, rồi ông rời đi. Ông nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình bằng chiếc kính lúp. Ông quan sát con bọ chét nhỏ, nó vẫn còn bò trên tay ông. Nhà vua mỉm cười, và sau đó vua xem bọ chét như thú cưng, ngày ngày chăm sóc nó. Chẳng bao lâu, dưới sự chăm sóc cẩn thận của ông ấy, bọ chét lớn lên. Vị vua này giữ bọ chét làm thú cưng, ông cũng đã làm một chiếc xe ba bánh nhỏ cho nó. Sau khi cho nó ăn hàng ngày, ông cho nó kéo đi kéo lại ba vòng. Việc này như đang cho bọ chét tập thể dục nhìn thú cưng của mình. Nhà vua rất hạnh phúc. Nửa năm đã trôi qua, bọ chét phát triển đến kích thước của một con chó. Không chỉ sở hữu đôi chân dài, nó còn sở hữu hai đôi mắt to dễ thương. Nó được vua cho ăn ba bữa ăn mỗi ngày, ngày nào cũng đầy bít tết. Nhìn nó ăn đầy thích thú, không ai có thể biết được nhà vua đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Ông luôn vuốt ve lưng nó mỗi lần ăn, ông sợ nó bị nghẹn. Công chúa cảm thấy khó chịu với hành vi của nhà vua, cảm giác như bố cô ấy không còn yêu cô ấy nữa. Nhà vua vội hỏi công chúa, con muốn cưới một người chồng như thế nào? Công chúa vui vẻ nói, tất nhiên là dũng cảm, nhưng mà vẫn ưu tiên đẹp trai hơn. Vua gật đầu hài lòng, công chúa cũng không quá đòi hỏi. Một năm đã trôi qua, con bọ chét lúc này đã sở hữu kích thước của một con hà mã. Vào một đêm, con bọ chét chỉ nằm im một chỗ, không ăn không uống, có vẻ nó vẫn muốn ngủ. Thấy vậy, nhà vua vội vàng gọi ngự y. Ngự y gần như chết lặng khi thấy con bọ chét. Thứ này là cái gì? Mặc dù hơi sợ, nhưng ngự y vẫn khám cho nó. Nhà vua hỏi thú cưng của mình đã xảy ra chuyện gì. Ngự y đáp, vì bọ chét phát triển quá lớn, thần sợ trái tim nó không thể chịu đựng việc bơm máu được nữa. Ngự y vừa dứt lời thì bọ chét chết. Nhà vua đau lòng, ông ôm con bọ chét khóc trong đau đớn. Sau đó, nhà vua nảy ra một ý tưởng, ông sẽ dùng tấm da bọ chét để tạo thử thách tìm phò mã. Công chúa rất vui, cuối cùng cô cũng có thể lấy chồng. Sau đó, nhà vua ban thông báo rằng tất cả những người đàn ông trong thành hãy đến và đoán, ai đoán đúng sẽ là phò mã. Nhưng cho dù có bao nhiêu người đến, họ vẫn đoán sai. Cuối cùng đến lượt người đàn ông man dợ này, anh ta đã đoán đúng. Nhà vua bị sốc, công chúa cũng khiếp sợ, cô vội chạy thẳng lên mái nhà, muốn kết thúc cuộc đời mình. May mắn thay, nhà vua đã ngăn chặn kịp thời, nói rằng ông là vua của đất nước, ông không thể nói hai lời được. Công chúa nói rằng, điều này thật là tệ hại. Công chúa không còn cách nào khác là bước xuống sân thượng, bất đắc dĩ về nhà với người đàn ông man dợ kia. Công chúa đã được người đàn ông man dợ mang đi. Cô cảm thấy sợ hãi khi leo lên những vách đá thẳng đứng. Cô ấy hy vọng sẽ có ai đó cứu cô ấy khỏi hoàn cảnh này. Công chúa cả đời này cũng không muốn làm vợ người đàn ông dân du mục này. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi ở của những người du mục. Nhà có 3 phòng ngủ và 2 gian phòng lớn, trông ảm đạm.